Linh Hí Cuộc Sống Miền Tây xin chào cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại với kênh nha. Hôm nay Linh Hí sẽ dẫn mọi người đi chợ Hà Tiên nha mọi người. Mọi người và các bạn nhớ theo dõi hết video nha. Đây là lăng mặt cũ nha mọi người. Lăng mặt cũ thì chưa tới Hà Tiên, mình chạy một lát nữa mới tới Hà Tiên nha mọi người. Hình ông rất là lớn luôn á, tượng của ông rất là lớn luôn. Xung quanh cái tượng của ông á là một cái sân rất là rộng lớn luôn nha mọi người. Và cái không khí ở đây rất là thoải mái và sạch sẽ luôn. Người dân của chúng ta giữ gìn cái lăng mặt cũ này rất là sạch sẽ. Và xung quanh lăng này là những đồi núi chập trùng rất là đẹp luôn nha mọi người. Cầu mình đang chạy ngang này là cầu Tô Châu nha. Cầu của Tô Châu á thì gần chợ Hà Tiên, đây nhìn xuống là mình thấy chợ Hà Tiên rồi đó nha cả nhà. Cầu của Tô Châu này á, nó bề ngang á rất là lớn và dài. Cũng nhìn đứng trên cầu mình có thể nhìn thẳng ra ngoài biển Hà Tiên được. Và nhìn trên cao là một cái quán cà phê đẹp rất là lý tưởng luôn nha. Cái đường vòng này là mình sẽ vòng vào trong chợ Hà Tiên luôn nha mọi người. Mình sẽ dẫn cho mọi người đi tham quan vòng vòng ngoài chợ trước nha. Nhìn ở đây toàn là khách sạn nha mọi người, rất là nhiều khách sạn cho những du khách từ xa đến. Khách sạn này rất là khang trang và thoải mái luôn. Và xung quanh rất là nhiều xe du lịch luôn nè, cả nhà thấy không? Xe du lịch rất là nhiều luôn. Mấy chàng ý luôn không á. Em cũng ở xa mới lại đây rồi nè. Biết rồi, đó, nhìn là biết rồi. Cái xe mình có duyên á, lâu lâu có người lại. Cái này mình làm lâu chưa anh? Lâu rồi em. Dạ. Mấy năm rồi. Ở xa thì sao như hải sản để nào đem về nhà cho tươi ngon đó mọi người. Trời ơi, 60 ngàn con cá này đẹp quá em, bắt nhiêu lắm đẹp con. Thank you.
sạn luôn. À, mình muốn những cái khách sạn cao như thế này á, mình sẽ nhìn thẳng ra ngoài biển, rất là đẹp luôn nha cả nhà. Sẽ dẫn mọi người đi vào những cái gian hàng tươi sống nha. À, ở đây là những cái sạp thịt heo, trâu bò rất là tươi sống luôn nha mọi người. À, mình đi chợ vào buổi sáng thì ở đây rất là đông và nhộn nhịp luôn. À, mà chợ này nói chung là đông đúc 24/24 luôn nha cả nhà. Ở trong này là rau củ, thịt trâu, bò, còn ở ngoài là chuyên là thịt heo luôn nha. Mình sẽ dẫn mọi người đi vào chợ này là chợ hải sản tươi sống nha. À, tôm nữa không, tôm tươi xanh luôn. Con cá này là người ta kêu bằng con cá bớp, nhìn con cá bớp rồi mà bây giờ mình mới đi thấy được nguyên con cá bớp luôn đó mọi người. Con một nó tươi xanh rất là ngon. Tôm người ta mới gì đổi ngay luôn nữa mà con tôm nó bụi trong này
ơi, cho em xin quay xíu nha chị. Em đi ra ngoài đầu kia rồi đó. Có gì điện nha. Đừng nói chuyện ở đây nói không nghe đâu.